bắt tay dính là hay hơn ngoại rồi đó. Bắt tay dính cá luôn rồi. Chán hả? Trời ơi, gấp ngay cái ức này một cái lúc luôn rồi. Tới cùng chuyện rồi. Nay cả gia đình mình về ngoại, ba mình bắt cá lên ăn. Ôi dính dính này quá rồi. Dính này quá chí rồi. Chài luôn rồi. Nhóc con chài luôn rồi, lo ăn rồi. Kéo hụ ba Út ơi. Cá này á là mương cá mình nuôi nha cả nhà, cho ăn rau đâu không mà không có ăn gì bậy bạ đâu. Kìa. À, vuột. Vuột rồi. Mấy con cá kia vuột rồi, dính được hai con đây. Bự quá vô chài không? Không hết. Nhóc mà bắn bắt dính không? Dính này, dính này, chiếc này ngoại chạy dính này. Dính cá tra. Hai con cá tra luôn. Cá tra mình không có ăn, mình thả lại. Dính không? Dính hay gì ạ? Sảy rồi. Dính không? Ăn xui. Bắt tay dính là hay hơn ngoại rồi đó. Bắt tay dính cá luôn rồi. Bắt tay dính cá rồi. Vậy là bắt được con cá đó rồi. Cả nhà mình vô chế biến rồi. Hay quá ta. Bắt tay mà dính cá luôn ta. Hay quá. Đưa con cá cho em coi anh. Cho một ít muối lên. Mình ngâm cho nó sạch nhớt. Mình bắt được hai con cá rồi, bây giờ mình sửa soạn chế biến. Mình có gia vị làm cá và mình có hành tím nè, hành tây, nấm rơm, nấm mù ngư xám, một ít đậu phộng, cúng tàu, vài cọng ngò rí. Mình ăn kèm gồm có mình có salad nè, một ít rau thơm, mình có bánh tráng đó nè. Bỏ ít muối vô mình ngâm nấm. Cho nấm vào ngâm. Bên đây thì mình cũng ngâm nấm luôn. Giờ mình chuẩn bị ớt cả nhà. Trước tiên mình có tương hột nè. Cho hai con cá. Mình cho một ít bột ngọt. Hành tím. Mình cho tỏi. Một ít hạt nêm luôn. Ít tiêu, đều lên, mình gửi lên cá, giờ mình mát xa cho cá nó thấm nè, thấm vô cá nó mới ngon, cá thấm rồi, mình cho ít hành tím, gừng lên luôn, mình cho hành lá lên.
Mình để nấm lên luôn nha cả nhà. Cho vài trái ớt lên. Nước sôi giờ mình bỏ cá vào mình hấp. Mâm cá chân tương của gia đình mình đã chín rồi. Nhìn thấy có hấp dẫn không cả nhà? Mình thấy rất là ngon. Quê tôi 84, xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Gia đình mình đã làm chín món ăn rồi, mời cả nhà cùng ăn với gia đình mình cả nhà ơi. Con mời em bà cô chú. Ngon. Mời cái này đi. Ngon quá hả? Rồi món ăn con mắc cười lắm. Ngon không nói nên lời luôn. Nó không nói nên lời. Lâu lâu vô ngoài để ăn cá không? Thịt đã không? Cá này thịt không à? Tới cùng chuyện rồi. Xin cá. Ngon ha. Ngọt quá. Cái chân trắng bạn xuống chữ y luôn. Trời ơi, cô nè. Mời cả nhà. Quảng coi bông cải nè Quảng. Bị dữ rồi. Miếng tàu rồi vô, miếng cá vô, tới vô. Trời ơi, đăng thổi rồi, tự cuốn luôn kìa. Cuốn cả thẩm mỹ luôn á. Trời ơi, sống giỏi ta. Quá. Quá tuyệt vời luôn. Quá ngon quá rồi. Đỏ quá. Quá tuyệt vời luôn. Quá tuyệt vời luôn. Củ hành cũng ngọt mà nấm cũng ngọt. Ít cho thơm. Mẹ Út mò cá hay thật quý. Ba chạy nó động đó, nó lũ vô góc đó phải không? Nhiều lắm. Nó lũ nó sắn vô sình đó. Cá thịt ngọt nha. Ngon quá Út ơi. Cô con ngọt quá. Ôi cuốn cuốn bự cho bá luôn. Nhìn mới đã. Cuốn dạng ngon đó. Ăn cái chàng vậy nghe mới ngon. Nắm rồi con, nắm không phải à. Chúng ta này hấm gia vị là ngon. Ừ. Nãy mình hấp để không có nở quá cũng ngon. Nó để nở cá nó bắt. Thôi, để ăn đi, ăn không ăn cay. Chán rồi. Trời ơi, gấp ngay cái ớt này một cái. Lúc luôn rồi. Chè cũng bự mới đã không? Lúc một cái. Tới luôn, tới chuyện luôn. Ngon, quá đã. Quá đã. Cảm ơn.
Cũng ngoài cá này cuốn một cuốn to to ăn nó mới đã. Rau nhiều cũng ngon nè. Ăn đi Út, cá của Út nãy Út mổ, trong tình của Út á, anh đang ké à. Mới mốt á là ba khổ công dài, có thằng Út thằng Út xuống ăn cá gì tự xuống cá. Chết luôn à. Tự lội xuống mò. Hay vậy, cá mà bắt tay được luôn. Ghê vậy, ừ. Hay vậy ta. Ba nói rồi, mốt ăn vô, muốn ăn con gì thì cứ lội xuống là mò dính à. Thầy ba chạy động, nó chuối vô cái góc, vô bắt được dính chứ. Hên đúng không? Hên nữa. Không à, nó vô góc nó nhiều lắm. Cá bự bự không ạ? Cá bự. Nướng thì cá khô quá, phải không? Vậy gia vị đủ nữa. Này nó như nó phóng vô cá hết chưa? Đang nhìn mẹ này đang. Hai mẹ con làm lớn không? Cảm giác sao ra? Thề thề. Nãy giờ con thấy nó ăn cá được chưa? Nãy thấy đang bún, hai đứa đang bún. Hai phải bún. Trời ơi, gấp nguyên cái ớt luôn trời. Tiếc kỳ quá à. Ăn cái đó là nguyên đêm nay đang khỏi ngủ luôn á. Khóc hả hả gì? Khóc. Ông lạy quá đi ông ơi. Cái lường hả? Đó không nguyên cái bông bóng. Bà gọi hả? Bà gọi bông bóng cá. Cái này anh ba lặt lại cái lưng đó em ba. Kéo thương mấy người ta đi tạo. Đào làm cái coi. Lặt nghe tạo không? Mặt hài quá luôn ơi. Mặt đang ăn nhìn đau khổ ấy ha. Mặt đang ăn nhìn đau khổ ghê. Bông cá ngon. Béo. Đưa diễn tả đi. Cầm phải vậy không? Chị béo mà nó kéo dài mới cãi nước luôn á. Dạ, không phải cãi nhau. Cá gì này? Hay là bỏ lên dĩa ha. Đây không? Cái xương cá gì? Trở lại. Lần đầu tiên tôi thấy cái xương cá. Quá chừng bự đây. Quá chừng bự, xương to quá. Cái khác đúng không? Bự ghê à. Nó nè, mẹ nó lại rồi. Ủa, gắp cho mẹ hả? Mẹ không để ý nè, cảm ơn nha. Con ngồi nhìn. Bắt khối luôn. Ăn gì mà rất là mẫn. Ăn gì? Ăn thịt hả? Bắt khối luôn. Cá ăn bắt khối. Anh hai ăn cái món gì cũng vậy. Chúng tủ anh hai là anh hai tập trung ăn không. Anh hai không nói gì hết. Đợi mà lớn hỏi á. Ăn hai. Nói nữa bữa mua cá thả lại cho ba quay. Nguyên hầm của ông ngoại ăn hết cũng còn gì cho. Mua cái chim thả lại, cái chim mua màu lớn.
Thôi cũng còn nhiều mà, còn nhiều mấy bắt tay được đó. Mấy cũng quăng mấy cái mình bắt xuống. Còn nhiều mà mình ăn thì mình bắt ăn cũng nhiều rồi đó. Để quèo lại làm cái dèo á. Cá mặn. Ngon không? No. Gia đình mình đã ăn xong rồi cả nhà ơi, gia đình mình xin chào tạm biệt cả nhà. Cả nhà có muốn gia đình mình chế biến món nào quá thì cả nhà cứ comment bên dưới, gia đình mình sẽ làm theo. Bye bye, chào tạm biệt cả nhà. Bye bye.